洋服を毎日元気もらってます。Đó tôi biết mà cười thôi mà cũng 3 ngàn mấy la là cũng là chị em bạn gì rồi. Là anh em để đi coi này, bà mày có bị thấy hay gì không? そしてお風呂に入りたいと思います。お風呂に落とします前に、Anh お em風chờ,呂anh em gắng chờ に入nha, りđểたtôi いcoiと思hết います。clip rồi tôi hay là bạn tôi ngồi tôi tải cho anh em お風呂xem. に入Đang るnày ためbạn に、cảnh quay tới cái đầu gối, hai cái đùi vẫn chưa thấy phía trên. アイRồi メイクbắtをđầu chuyển lên cảnh phía落と trước しrồi mà ます。em nó đang lột gọi là mí ファmắt ンデーションをra. とって、ブサイクですね。Ui, vẫn lột mí mắt ra, lột mắt đắp ra mà vẫn đẹp ta. マスカラ専用のリムーバーがあるので、これあでまりす。bạn lấy cái ブquay ラgìシcái をquay thử thôi.使À không, để bạn mới ra cái đồ để bạn mới đánh cho って、là cái lông mi dài ra. Cảm ơn ウquan ンダdẫn ーnha em. リムーチェックこうか。À, anh em muốn xem chung hả? Mình tưởng này mà anh em muốn dạng là muốn mình review chứ. Cho nó chân thật một xíu, mình review cũng chân thật mà. Đây thì bạn mày cái cảnh để mình tả đầu gói chứ có bắp đùi nè, thấy không? アイメイクĐó, ってqua いうthìとbạn ころlúc に落này とemしnó ます。lột カラコンを mí取mắt っら. て、ブサイクですね。Hay là mắt hay là kính áp tròng ta. マスカラ専用のリムーバーがあるので、Trời これを使って、マスカラをơi,丁寧cái に mũi落とthẳng していまきんまcòn す。hơn tôi nữa chứ. Tôi còn bị cong cong chứ em nó là thẳng băng luôn đó chứ.後に潤し水クレンジングでしっかりと拭き取ってマスカラを落としていきます。最近お風呂上がり、Mày mặt mộc đó hả? Ác dữ vậy. お風呂から出ました。Ôi mặt mộc xinh dữ vậy trời, cảm ơn Vĩnh gì em. YouTube B200K sắp làm sao có cảnh gì được, yên tâm đi anh. Không, anh thì tưởng là có cảnh gì để anh ngồi anh xem trước đó Vĩnh. Cho anh xem nhiều anh em lại kêu liên nó dạy hư nữa là nếu mà có cảnh gì anh cũng giấu anh xem mình à. Anh cảm ơn Vĩnh gì nha Vĩnh. Cái lũ mày nhìn mà ghen, ghen là thuê rồi. Trời ơi, ghiền là ổ rồi Vĩnh ơi. Mấy anh em anh đẹp mà em ghiền là dở rồi. Nhìn cái mặt muốn hung cho một cái ghê ta, được mà mày muốn hung nựng ngay cái má này ghê đó. Mấy Anh con có bao này dùng e single đủ man trước nha. mặt cười. Mà mày đủ trong mơ cái gì vậy? Thằng em ở bên Nhật này mà mày đủ trong mơ. Nhìn xinh phết quá rồi. Cái má mặt mọc đó nha. May là chưa trang điểm lên chắc còn ác nữa. Cái này skin care trước khi ngủ đúng không? Chỗ mắt. Mà tới đây tôi biết thì mày cứ coi tới đây là sẽ có nhiều thằng ướt lạnh chó lắm liền nói trước luôn để mày ngó ra kênh chat một hồi cũng có được mày đang delay đúng không lào hào nó ngó qua ướt gì mà lạnh chó. Cảm ơn cục nha em. Mikami là ai vậy ạ? Ba Cục để mày lại lại massage cục lại xạo nữa rồi để mày đêm nào mà không luyện nó mày đặt hỏi để mày em nó là ai đồ. Đúng rồi anh là gâu gâu, đúng rồi anh gâu gâu, có thiệt con mẹ mày gâu gâu. Trời ơi là trời, tụi nó gâu gâu không kìa. Trời ơi anh có bao nhiêu xin comment nhiều nha em. Em phim e này luôn lia kênh có bị gì thì e chịu trách nhiệm. À không 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 được em ơi, không được em ơi. Ôi trời ơi em nó nhướng tới điện mày tắt đèn mà anh muốn tắt theo luôn đó chứ. Ồ. Em nó nhấn tắt đèn mà muốn tắt theo luôn đó chứ. Dương Mikami. Đây để bạn mày cười một cái thôi mà đã 3.200 like để bạn mày diễn viên chính vào để bạn mày cầm phim liền. Coi mấy lần này độ má bình luận gì với idol của tao. Độ má mày lời lời nhảm khiếm lời lẽ khiếm nhã là tao tới nơi tao kìm luôn đó. Tôi ở tầng 1, thẻ tôi ở tầng 1. Tôi ở tầng 1. Đi coi mày mày mấy lần. Chúa nữ thần rồi mà mày ôi nữ thần của tôi là nữ thần của tôi. Hello này tiếng Nhật, hãy coi tiếng Nhật nó ghi gì. Vua là vua Kima rồi mà vua Mikami là tốt nhất. Em cần mày phải nói à. Nó thật là đẹp. lên đọc bình luận mấy lần này có đủ má có như có giống như mấy anh già trong cái group gì của anh Thịnh Đạt mở U30 40 họ độc thân
hội độc thân U30 40 đó. Em đẹp quá. Ước gì được ở bên để cạnh để chăm sóc cho em thì khuôn mặt em mát niêm đéo đó được. Tôi luôn ở đó, điều đó làm tôi hạnh phúc. Tôi luôn ở đó, điều đó làm tôi hạnh phúc. Đừng nói gì cả, chỉ cần tôn trọng. Đừng nói gì cả, chỉ cần tôn trọng. Thanh niên này bảo vệ idol, mấy thằng lồn kia đéo cần nói gì hết đó. Tụi mày chỉ việc mà tôn trọng thôi. Lần này MV đưa bạn rất đẹp. Cảm ơn bạn đã đóng góp cho thế giới. Cảm ơn bạn đã đóng góp cho thế giới. Còn mẹ mày các lột này. Wadashi wadahen Dedeshi là cái giấy mà được, mày cứ tưởng quà mong bu đi đai chứ. Kéo dịch ra được. Đây, để bạn cứ kiếm bình luận nào mà nhiều like hay là bài like đi bấm vô đi coi. Tại vì điều mà nếu bình luận có like là sẽ có người đồng tình đúng không? Hello anh em nha. Một khóc, hai rắc rối, ba lên du gia. Câu thiệt tiềm ẩn quá, không hiểu được câu nghĩa đó. Tôi thường mơ về bạn ban đêm mà chiếc quần lót không thể giải thích được vào buổi sáng. Tôi thường mơ về bạn ban đêm mà chiếc quần lót không thể giải thích được vào buổi sáng được. Mà cái này chắc thì mà thằng em anh đúng không, dùng sinh cô bé thì mà em ghi bình luận này đúng không. Đây thì mà thằng em vừa mới nói đồ má mẹ mấy bên này em điệt suốt đây đồ mà em điệt trong mơ chứ cả nữa. Tiếng Anh cũng phải dịch, mình thì biết tiếng Anh rồi đó, chủ yếu là cho mấy anh em mà không biết để đọc thôi. Cảm ơn bạn đã cứu tôi trong những đêm cô đơn, bạn là nữ thần. Hey Kiều Du, for saving me in those lonely night, you are not dead. Nữ thần của tôi, đi phải mày nữ thần. Thằng lồn này nó lại đồ uống máu mày sờ ba mấy cái con nữa. Tôi điện mày lát nữa tôi điện mày tôi ngồi tôi chụp hình này tối giờ tôi về điều tra điện mày để tôi xem điện mày thằng lồn này nó có đưa điện mày sai cái code nào không để tôi biết tôi còn report nó. Kiểu nó đưa thông tin sai đến sự đưa thông tin sai đến anh em điện mày sai sự thật. Phần Việt Nam biến lớp mày 600 like luôn kìa điện mày phải xem mấy lồn mày nhiều like mới được. Mấy lồn đồ máu mày mặn giống như là anh em hồi xưa có coi hài vlog không điện mày coi hài vlog điện mày bài có thể không hay nhưng mà bình luận là phải chất. Copy qua đây. Anh Minji, các cô gái từ Mikami đã bay tới Malaysia để hợp tác với bạn để làm một bộ phim. À, anh Minji có nghe được mày ông là hát nè. Và các cô gái khác từ Mikami, bạn cũng nên bay đến Nhật Bản với phép lịch sự để làm một bộ phim với những người khác. Đối với những người ủng hộ anh Minji hợp tác với cô San San trong quá trình quay phim, vui lòng. Lồn để nó cất gì với ta. Mày mày nghe chung quanh giống như là mày nó đang dụ ra thì mày mày idol tôi bay đến thì mày mày đứt nước nào đó để đụ má mày đóng phim với những người khác đó. Mày idol tao đụ má không phải dễ dụ cho mày. Cái CMT đó từ lớp ôn thi cấp tốt ra mà tất cả mã cốt đều đúng nha. Anh có không cục đó thì mày cục này mày nhảy mày kia em không biết. Tỷ lệ nhất chắc chắn được dự kiến sẽ vượt qua sự hợp tác với lại Quang Ly Hong ở phía Bắc à. Quang Ly Hong được có đào liền sợ Quang Ly Hong mà. Quang Ly Hong có thể là thôi tao tắt màn hình cái có thể là một diễn viên điện mày mè bên Trung Quốc. Mày quá điện mày mày ra cái ông Vương Lục Hoàng YouTuber điện mày mè nam ca sĩ nhạc sĩ Đài Loan từng đạt 4 giải thưởng Golden Melody Award. Vượt qua sự hợp tác của điện mày Quang Ly Hong ở phía Bắc. Việt Nam form thích từ chi quýt lớp. Anh ba đi muôn nơi. Nào, lâu này 400 like, đọc nó xem nó ghi gì. Lớp học thì tôi rất vui vì bố mẹ tôi không biết gì về tiếng Trung Quốc nên tôi có thể chơi bài hát này thành tiếng không. Tôi rất vui vì bố mẹ tôi không biết gì về tiếng Trung Quốc nên tôi có thể chơi bài hát này thành tiếng rồi. Thì bạn tính hát bài này đúng không? Chứ lớn vậy người đem. Chỉ tại thời điểm này bất kể biên giới quốc gia khu vực tin nhắn là hòa bình. Chỉ tại thời điểm này bất kể biên giới quốc gia nào khu vực nào
tất cả sẽ được hòa bình. Chỉ vì cái MV này mà gián đoạn được mà 7 phút trên thế giới ngừng chiến tranh, thằng lầu này cũng hay. MV này 7 phút đúng không? Đúng rồi, thì mày 8 phút luôn, 8 phút hòa bình.